Thời tiết rét thực sự luôn các bác ạ. Đó, bữa nay ngoài Bắc, ngoài mình là anh em miền Trung thì rất là lạnh nhá. Đấy, thậm chí là các bác ở miền núi là các bác biết rồi. Đấy, thời tiết nó còn xuống âm độ, rất là lạnh. Như hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho anh em những cái bóng sưởi này về chế chơi những cái dòng sưởi ở đây. Đấy, các bác có thể về chế một cái con sưởi này đủ cho một cái phòng 30m² là rất là ấm nhá. Rất là ấm. Em vừa mới đi đón hàng về phát mà tay cóng buốt luôn các bác. Ok, bữa nay nó có cái con chiết áp điều chỉnh của cái bộ SSR như này. Thì anh em điều chỉnh tăng nhiệt, giảm nhiệt tùy thuộc vào anh em. Và mình có thể chế thêm một cái quạt tản nhiệt nữa thì nó sẽ là ra gió ấm. Còn như này thì nó chỉ là lượng ấm ở đây thôi, lượng ấm thông thường thôi. Đấy, các bác nếu muốn sấy quần áo thì thiết kế thêm một cái quạt tản nhiệt mọi người nhá. Ở đây thì em có rất nhiều những cái dòng bóng Mỹ. Bóng này của Mỹ nha mọi người. Một quả như này thì công suất của nó là được 400W. Đấy, 400W và nó xài điện 115V. Như ở trên anh em nhìn thấy đây, em đang kết nối 4 quả và đang xài điện của nó là điện áp 220. Đấy, ra cái nhiệt rất là ổn áp luôn. Đấy, các bác có thể đấu 3 quả cũng được. Đấu 3 quả thì nhiệt của nó căng hơn một chút nữa. Còn đây là 4 quả này rất là vừa vặn này. Để đủ để phòng 30m², rất là ấm. Rất là ấm nhá. Và nhiệt nếu mà so bắn trong này ra thì nhiệt của nó lên cao lắm nhá mọi người. Đấy, hôm qua có một anh khách hỏi là có được 200 độ C không? Chắc chắn là sẽ là cao hơn rất là nhiều nhá. Hôm nay có một anh khách gửi cho em một cái video chế một cái quạt sưởi rất là ok luôn, anh em có thể tham khảo qua nhá. Hoặc các bác có thể chế một cái quạt sưởi như này cho em này. Làm đúng cái khung này như vậy. Đó, rồi lắp cho em thêm hai cái quạt tản nhiệt ở đây. Đấy, hai cái quạt tản nhiệt sẽ là thổi gió ra. Đấy, rồi ok mọi người. Đều cạnh điện hết, ấm lắm. Ở đây thì em đo cho mọi người nhá, chiều dài của cái này á nó là 21 phân này, và đường kính của cái này nó là 3 phân, và nó có một cái phe lưới như này, nó cái phe như này để bọc bên ngoài như này, dạng lò xo xoắn nhá. Lò xo xoắn trong này là dạng sợi đốt. Đấy, dạng sợi đốt thì mọi người kẹp này, kẹp những cái này vào đầu sứ ấy, những cái này đầu sứ rồi mọi người kẹp vào những cái thanh sắt ấy, cũng không có vấn đề gì. Đấy, như này. Đấy, em có kẹp vào những cái thanh sắt đây thì em sờ vào thoải mái nhá, sờ vào thoải mái, không có sợ dập chiếc gì hết. Đấy rồi, ok mọi người, rất là ok luôn cái quả này đó. Rồi mọi người nhá, giờ em sẽ hướng dẫn anh em mình cách kết nối luôn. Đấy, tiện thể thì em cũng giới thiệu đến cho các bác một cái dòng điều chỉnh nhiệt cho em nó đây. Ở đây thì em có một cái con SSR, công suất của nó là 40W và nó đến từ thị trường Taiwan nhá. Taiwan kèm thêm này. Đấy, kèm thêm là một cái con chiết áp ở đây nữa để mình điều chỉnh luôn này. Con chiết áp này đến từ Tokyo luôn mọi người nhá. Đấy, nó có những cái đầu này, mọi người xoáy cái này ra và mọi người dùng thôi. Rồi em sẽ hướng dẫn mọi người dùng cái kết nối một cái con như này. Ở đây thì các bác sẽ dùng cho em là 3 quả này. Đấy, 3 quả hoặc 4 quả tùy thuộc vào các bác nhá. 3 quả thì cái lượng dòng của nó ăn là 8.6A. Và nếu mà 4 quả thì nó chỉ có ăn 6 chấm mấy thôi, hơn 6A. Đấy, mình sẽ kết nối vô nhá, lấy kìm bấm chặt cái này vào cho em này, bóp thật chặt vào. Đấy, các bác phải lấy kìm bấm chặt vào cho em cho nó khỏi tuột ra ngoài. Đấy, mình chỉ cần bấm như này thôi. Đấy, bấm kẹt nó vào là được rồi. Tiếp theo đó này, các bác dùng cho em cái này. Đấy, dùng nối tiếp vào với nhau, tức là nó sẽ là giờ dùng nối tiếp thôi.
Ok, đã được 3 quả. Rồi, còn cái phần đầu này các bác cắt vôi. Đấy, để cài luôn vào cái phần đầu này nhá. Đấy, cài luôn vào cái phần đầu cuối quả cuối cùng ấy. Bó cục nó vào cho em nhá. Tiếp theo thì một đầu này. Đấy, một đầu này các bác dùng cho em tuốt ra. Tuốt ra. Mình sẽ xoáy vô vào đây cho em nhá. Em sẽ thao tác luôn để cho các bác, những cái bác lớn tuổi ấy, mình khó hiểu thì mình có thể thao tác theo. Còn những anh em trẻ thì thông cảm nhá. Anh em xem có thể hiểu rồi thì có thể tời qua nhá. Rồi, còn một chân này, anh em mình đưa cái đầu điện vào này. Đây, các bác dùng cho em những cái khớp nối để cho nó nhanh gọn lẹ và an toàn này. Đây, những cái khớp nối ở đây. Ở đây thì em có đủ cả dây nguồn cho các anh em mình nhá. Dây nguồn là dây nguồn Mỹ, rất là đẹp, từ 2m, 6m đến 10m cũng có luôn. Có cả dòng 3 lõi nữa. Rồi, các bác cứ dùng cái này cho em cho nó nhanh gọn nhá. Cái này đưa vào đầu và dây điện này. Đó. Theo đó là anh em tuốt thêm cái đầu này ra. Đưa luôn vào một cái đầu dây nguồn đầu vào cho em. Đấy, nó như vậy nhá. Còn một đầu này, các bác đưa luôn vào đây cho em luôn này. Đấy, anh em hình dung ra chưa? Đấy, nó như vậy nhá. Rồi, tiếp theo còn con này nữa. Con chia áp này, nó có số 1, số 2, số 3. Mình bỏ vô cái con số 1 đi. Mình không xài con số 1. Mình sẽ xài con số 2 và con số 3. Câu thẳng vào hai chân ở đây cho em. Đó. Cái này thì các bác buộc hoặc hàn vào cũng được nhá. Anh em nhớ hàn cái này vào nhá, cho chắc chắn. Em thì em sẽ buộc tạm, hướng dẫn mọi người cách thôi. Còn mình làm cái gì mình phải chắc chắn một chút mọi người nhá. Hai cái chân dưới này mọi người đấu cho em cái chiết áp vào được. Rồi, ok, như vậy đã xong rồi. Bây giờ anh em chỉ cần việc ghim điện thôi. Xoáy luôn cái con ốc này ở đây ra. Và cho cái này vào, xoáy chặt ốc vào. Như vậy là xong nhá. Bây giờ mình sẽ ghim điện vô các bác nhá. Các bác cứ chiến cho em cái điện 220 vào. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng để xoáy lên này. Xoáy nhiệt lên này. Để cái em sờ đấy không việc gì nhá. Sờ chỗ này không việc gì đâu. Đấy, cho nhiệt maximum luôn. Xong em sẽ đo dòng cho anh em mình xem thực tế. Với những cái quả bóng sưởi như này, các bác có thể sưởi ấm cho một căn phòng 30m², hoặc anh em có thể nướng đồ ăn, chế làm một cái bếp nướng, rồi là ủ gà, ủ những cái con gà con, rồi là những cái con vịt con. Đấy. Rồi, anh em biết rồi, thời tiết năm nay nó quá là kinh khủng luôn. Đến em đây em cũng phải đi vớ này. Thì cái dòng này các bác có thể điều chỉnh cho nhỏ lại được này. Đấy, cho nhỏ lại được. Và mình có thể tắt bằng cái con chiết áp này được luôn. Đấy, mình sẽ cho nhỏ lại được như này. Cho nhỏ được thì điện của nó là giảm đi rất là nhiều nhá. Và một tiếng cái này thì nó ăn đâu đó nó có khoảng tầm một số điện, hơn một số điện thôi. Đấy, quá là đơn giản. Đo dòng cho các bác xem này. Xem ba cái con này nó ăn ăn dòng điện của nó là bao nhiêu nhá. Đấy, 8.6 này. Đấy, 8.6 anh em cứ nhân ra nó đâu đó nó rơi vào là hơn một số điện một tiếng thôi. Và ở những cái này á, nó rất là nóng nha mọi người, rất là nóng nên là mọi người phải là an toàn. Đấy, anh em cho cái tờ giấy về đây là bốc cháy luôn nhá. Đấy, cho tờ giấy về đây là bốc cháy luôn. Rồi, mọi người đấu 4 quả cũng được nhá. Bây giờ em đo cái dòng của nó là 4 quả là ăn bao nhiêu.
khi mà anh em mình dùng 4 quả đây thì nó như này, và dòng của nó thì nó ăn thấp hơn nhá, dòng nó ăn thấp hơn rất là nhiều, dòng của nó ăn có 6.5 thôi, 6.5 rồi anh em có thể để ý ở đây, 6.4, 6.5 thôi, đấy, đấy là dòng của nó ăn ăn rồi, ok. Đấy, đảm bảo anh em mà 3-4 cái quả này là phòng 3m² là ấm, rất là ấm đấy, để cho anh em mình có một cái mùa đông nó không bị lạnh cóng, hoặc là có thể dùng để sưởi bất cứ một cái gì, dùng để sấy đồ ăn đấy, chế rất là nhiều. Và anh em dùng cho em cái con này điều chỉnh cho nó cũng rất là hay luôn nhá, rất là hay luôn đó. Các bác nào chế đồ ăn thì chế một cái bếp nướng rất là ok luôn. Ở đây thì em có vài cái serum như này, vài cái dòng như này, thì anh em lấy 3 quả như này nhá, 3 quả giá là 80.000 đồng. Các bác lấy 4 quả để chế 4 quả như này là 100.000 đồng 4 quả bóng như này nhá, 4 quả bóng như này. Còn nếu anh chị em nào mà lấy combo đủ bộ, và combo đủ bộ một cái chiếc áp và một bộ driver. Đấy, bộ driver. Đây là combo đủ bộ như này để về anh em mình chế thì giá cho em nó là 230.000 đồng. Đấy, 230.000 đồng. Các bác lấy đủ combo như này thì em Thanh sẽ hỗ trợ anh em mình cái phí ship luôn nhá. Đấy, cũng giáp Tết rồi, các bác cũng thấy nó lạnh rồi, anh em mình về chế đồ chơi. Đó, thì đây 230.000 một combo như này. Đấy, thì em có rất nhiều bóng nhá, anh em nào cần số lượng bao nhiêu cũng có luôn. Rồi, ok, cảm ơn mọi người. Sản phẩm tiếp theo thì em về được một ít cái dòng cảo nhá các bác nhá. Dòng cảo này thì chắc là phù hợp cho anh em chuyên hàn xì, hoặc là anh em làm gỗ rồi. Đấy, làm gỗ thì ở đây em về những cái dòng cảo 5 inch và 6 inch. Những cái mẫu này nó rất là chất lượng luôn. Đây, anh em mình có thể nhìn qua lượt cái phần này, nó là cái phần đường gen của nó này. Đấy, đường gen. Con này đến từ thương hiệu của nó là Conan nhá, thương hiệu Conan. Đấy, một con này là gần 1 kg này, cái con cảo 6 inch như này này. Đấy, rất là chất lượng luôn. Và trên đầu này thì nó đều có những cái xoay thông thường rồi. Còn cái hay của cái thằng Conan này ấy, nó là có những cái đầu lắc như này. Đấy, các bác nhìn được không? Đầu lắc như này, kể cả các bác kê vào một cái vật thể mà nó không được vuông hoặc không được gì đó thì cái phần đầu này, ví dụ như em điển hình thử nhá. Đấy, ví dụ như nó nghiêng vậy như này thì cái phần này nó bắt chéo đi này. Đấy, thì các bác vẫn ép xuống được nhá. Đấy, thì nó có vắt chéo được cái này. Đấy, cái hay của cái thằng này nó là như vậy, thương hiệu Conan. Đây mọi người, hàng rất là chất lượng luôn, phần gen này. Đấy, nó tiện những cái gen này rất là xịn luôn. Rồi, ok, các bác em sẽ đo cho các bác xem nhá. Chiều này nó là đấy, nó là 21 phân, chiều ngang này nó là 11 nhá, 11. Còn đâu đó nếu mà anh em ép xuống ấy, thì chắc nó áng chừng đâu đó nó khoảng tầm 12. Đấy, thì tùy theo. Còn đây em đo tổng thể cái chỗ này này, nó là 14, hơn 14 phân. Đây, cái bản này nó rất là dày. Bản này nó là cần 3 phân rưỡi nhá, cần 3 phân rưỡi. Còn con 6 inch đây, 6 inch này, đấy, 6 inch. Con này 4 phân này, chỗ này nó đâu đó nó được 24 này. Rồi đây là 12 nhá, 12. Rồi dòng 6 inch này, đấy, cũng như vậy thôi các bác, như vậy thôi. Đấy, rồi ok anh em mình nhá. Con 5 inch em báo giá từng con 5 inch và 6 inch cho anh em mình tham khảo. Anh em lấy cái mẫu nào thì báo em nhá. Rồi, con cảo 5 inch này, anh em nào lấy thì giá của nó là 75.000 đồng một cái nhá. 75.000 đồng một cái. Còn các bác nào đang cần những cái mẫu cảo 6 inch. Đấy, cảo 6 inch này. Đấy, cảo 6 inch nhá. Thì con này đến từ thương hiệu Conan.
đấy, một cái thương hiệu nó rất là nổi tiếng và tuổi đời của nó cũng rất là lâu rồi. Thì cả 6 inch này đấy, em gửi đến cho anh em là 85.000 đồng nhá, 85.000 đồng một cái. Các bác nào lấy như nào thì báo em nhá. Tiếp theo em thanh lên cho các bác đó là một con sưởi. Đấy, sưởi này thì nó là sưởi treo tường, cũng là hàng đứng chân. Cũng là hàng đứng chân, nhưng con này thì nó hay cái là nó bắt được cả, nó hiện giờ này, hiện giờ này và điều chỉnh các thứ màn hình LED ở đây. Nó hình như là đâu đó nó bắt được qua một cái app qua điện thoại nữa. Đấy. Con này đến từ thương hiệu là Đu gì đây này mọi người này. Đấy, Đu gì ấy. Con này rất là nặng nhé các bác nhá. Đấy, rất là nặng, mẫu này anh em treo tường thoải mái luôn. Thì nó có phần chân đế nữa, nhưng mà chân đế nó không có. Đấy, về đây này, các bác về bắt cho em hai con vít treo vào tường cũng được. Dòng này nhiệt nó không ra phần lưng, nên là các bác treo tường, kể cả tường gỗ cũng được, không có vấn đề gì. Ở đây thì trong này nó có cái thanh sưởi gốm nó rất là to và dài đây. Rất là to và dài. Chờ em một chút, em cho anh em mình xem luôn. Con này nó cũng chạy điện 220V đến 240V nhá. Và công suất của nó maximum là chỉ có 2000W thôi. IP chống nước 24. Đấy, các tiêu chuẩn của nó đây này. Đấy, và hàng đến từ Đức nhá. Đây này, có một cái on off ở đây. Vẫn xài điện 220 bình thường. Còn sau này nó có cái chân đế anh em mình bắt vô tường này. Và các bác có thể chế cái chân ở đây. Đấy, dòng này về thì nó không có chân đế. Và đây là cái thanh gốm này. Thanh gốm anh em nhìn bên trong chưa? Đấy, dài tuốt tuột ở đây. Cái loại này thì siêu bền rồi. Đây, cho các bác xem cái phần thùng bìa của nó đây. Đấy, phần thùng bìa này. Nó có thiết kế cái chân ở đây này, nhưng mà nó mất chân rồi, về nó mất chân rồi. Và đằng sau của nó đây thì anh em nhìn IP24 nhá. Đấy, nó sẽ điều chỉnh áp nhiệt độ qua áp này, áp điện thoại này. Đấy, và đây có một cái điều khiển, nhưng mà dòng này nó không còn điều khiển nữa rồi. Chân thì các bác chế như kiểu chân tivi ấy. Đấy. Rồi, hàng đến từ từ Đức nhá mọi người. Cho anh em xem rất là kỹ càng luôn. Đấy, các tiêu chuẩn của nó đây. Rồi, đi vào chi tiết nha các bác. Điều nữa ở trên này nữa này. Đấy, bắt qua app gì đó đây này. Và đằng này hiển thị thêm nhiệt độ này. Đấy, ngày tháng này. Một từ 1 đến 7 này. Các thứ nhiệt độ này. Các thứ đây. Bây giờ em sẽ cắm điện vô cho anh em mình xem thử luôn nhá. Đây, cái này nó bo cong một chút nhá. Đấy, hai bên nó bo cong, đo cái mặt này. Cái mặt của nó là 40 này. Và cái phần chiều dài của nó thì nó là khoảng tầm 80 phân. Đấy, thì cắm điện vô, điện 220 thôi. Dựng đứng lên nhá. Nặng lắm nhá mọi người, rất chi là nặng. Khi mà cắm điện lên ấy, thì mình sẽ bật cái công tắc ở đây, đằng sau dưới không này. Khi cắm điện anh em bật công tắc ở đây và mình bật một công tắc ở đây này. Đấy, thì ở đây hiện tại là nó đang báo của mình ấy là có 17 độ thôi. Mình sẽ tăng maximum lên là 36 độ. Đấy, 36 độ trong phòng. Là cứ đủ 36 độ là nó sẽ tự ngắt cho các bác nhá. Đấy, và hiện tại là ngoài trời nó đang là 17 đến 18 độ thôi. Đấy. Và on off ở đây. Đây là mọi người nhìn này, bật báo này. Đây là báo nhiệt độ nó đang chạy này. À, nó đang ở ngoài trời này. Và nhiệt độ mình đang cần là 36 độ này, là maximum rồi. Đấy, hiện tại là cắm điện lên phát là hơi ấm ra luôn. Và cái này thì nó là cái lịch hay như nào đó thì em chưa có biết xài cái dòng này. Đấy, nó có cái lịch này, 1 2 3 4 đến 7 này. Và đây là hiện giờ này. Đấy, hiện giờ mình sẽ tăng 1 giờ, 2 giờ như nào đó.
Đấy, 13, 14, 20 mấy giờ luôn, 24 giờ luôn. Còn nút này nó là cái nút nút tắt cho màn nó tối đi. Đấy, cho cái màn hình này nó tối đi. Màn hình LED luôn các bác. Rồi. Đấy, thanh gốm của nó này, anh em nhìn thấy không? Giờ nó rất là ấm nhá, giờ nó rất là ấm. Rất là ấm rồi. Bây giờ em thử sờ xuống bên dưới xem nó có ấm không. Đấy, đa phần của nó là sưởi lên nhá, mọi người nhá. Sưởi lên. Rồi, ok anh chị em. À, nghiêng phát là không được đâu, mình cứ phải đứng lên như này mới được. Đấy. Rồi, con này rất chi là nặng nhá mọi người, rất chi là nặng. Báo giá cho anh em lấy con này. Giá cho em nó là 1.800.000 đồng nhá. Sau đi anh em. 1.800.000 đồng cho một con sưởi sưởi gốm này, sưởi gốm Duix này, Duix. Sưởi gốm Duix các bác nhá. Các bác nào cần thì báo em Thanh, 1.800.000, hàng này nó rất là chất lượng. Đấy, rất là chất lượng cho các bác luôn.